Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6, bài luyện tập chung trang 75 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ quay bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài luyện tập chung trang 75, sách kết nối tri thức của cuộc sống nha. Giờ mình sẽ xem ví dụ một chút. Tính một cách hợp lý, như vậy mình thấy là tích của hai số nguyên âm sẽ dài số nguyên dương, nên mình sẽ có thể là bỏ dấu trừ đi hết. Như vậy tích của hai số này sẽ ra hai số nguyên dương là 154 nhân cho 235. Giờ tích này mình sẽ giữ nguyên. Mình thấy là có cái gì giống nhau, mình thấy là 154 dấu nhân giống nhau, nên mình sẽ giúp 154 gia lập nhân tử chung. Đúng này. Giờ ở đây mình giúp 154 thì còn lại là 235. Ở đây mình giúp 154 thì còn lại trừ 35. Đúng này. Giờ như vậy mình sẽ thấy là có dấu ngoặc thì mình sẽ tính dấu ngoặc trước nha. 235 trừ 35 thì còn 200. Giờ 154 nhân 200 thì mình sẽ được là 30.800. Giờ tiếp theo là ví dụ 2, sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán. Một xí nghiệp may mỗi ngày là 200 bộ quần áo nữ và 150 bộ quần áo nam. Khi may theo mẫu mới, với cùng khổ vải, chiều dài vải để may mỗi bộ quần áo nữ sẽ tăng thêm 2 dm, qua chiều dài vải để may mỗi bộ quần áo nam sẽ giảm 3 dm. Hỏi chiều dài vải cuối cùng khổ vải dùng để may 200 bộ quần áo nữ và 150 bộ quần áo nam tăng hay giảm bao nhiêu so với trước khi may theo mẫu mới. Hãy viết lời giải thành biểu thức số, sau đó tính giá trị của biểu thức đó. Giờ như ở đây mình xem người ta cách người ta đang làm mẫu cho mình nha. Như vậy là khi may theo mẫu mới thì chiều dài vải để may 200 bộ quần áo sẽ tăng lên. Mình thấy là mỗi bộ quần áo sẽ tăng 2 dm. Như vậy 200 bộ quần áo thì mình sẽ lấy 2 nhân cho 200. Đơn vị sẽ là dm, đúng không? Giờ tiếp theo ở đây người ta nói là mỗi bộ quần áo nam giảm 3 dm. Như vậy là giảm 3 dm thì mình có thể hiểu là tăng âm 3 dm. Nên chiều dài vải để may 150 bộ quần áo nam sẽ tăng là âm 3 nhân cho 150 dm. Đúng này. Giờ sau đó mình sẽ lấy tích này cộng cho tích này. Chiều dài vải để may 200 bộ quần áo nữ và 150 bộ quần áo nam tăng bao nhiêu thì mình sẽ lấy hai cái tích này cộng lại. 2 nhân cho 200 cộng cho âm 3 nhân 150. Như mình thấy là 2 nhân cho 200 sẽ bằng 400. Âm 3 nhân cho 150 sẽ là âm 450. 400 trừ 450 sẽ bằng âm 50. Như vậy tăng âm 50 dm tức là giảm 50 dm. Và mình thấy là 50 dm sẽ bằng 5 m. Vậy khi may với mẫu mới thì chiều dài vải để may 200 bộ quần áo nữ và 150 bộ quần áo nam sẽ giảm 5 m. Đúng không? Đó là cách mình sử dụng các số nguyên để mình giải các bài toán nha. Giờ như vậy mình xong phần ví dụ, mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Trước hết là câu 3.44. Cho P phở bằng âm 1 nhân âm 2 nhân âm 3 nhân âm 4 nhân âm 5. Mình thấy đây là có bao nhiêu cửa số? Mình thấy là có 5 cửa số mang dấu âm. Mình nhớ là tích của số lẻ cửa số nhân với nhau thì sẽ mang dấu âm. Còn tích cửa số chẵn nhân với nhau sẽ mang dấu dương. Đúng không? Mình thấy là cứ hai số âm nhân nhau ra dấu dương. Đúng không? Giờ hai cái này nhân nhau cũng là dương. Dương nhân dương là dương, còn là cái âm. Âm nhân dương sẽ là âm. Đúng không? Như câu mà trả lời là mang dấu âm. Giờ câu ba người ta nói là dấu của P phở sẽ thay đổi thế nào nếu đổi ba cửa số đó của nó. Như mình sẽ đổi ba cửa số, có nghĩa là ba cửa số dương âm sẽ biến thành ba cửa số dương, còn lại hai cửa số vẫn là âm. Đúng không? Như vậy mình thấy là hai cửa số âm nhân nhau là dương, dương nhân cho bao nhiêu dương thì cũng là dương, nên chắc chắn là B sẽ biến thành dấu dương. Đúng không? Giờ như là hãy sẽ trả lời câu A và câu B nhé. Giờ như giờ câu A các em trả lời là P có 5 cửa số mang dấu âm, nên P có tích số lẻ các cửa số mang dấu âm. Vậy vì vậy P sẽ mang dấu âm. Đúng không? Còn câu B mình trả lời là đổi dấu ba cửa số của P thì P mới sẽ gồm ba cửa số mang dấu dương qua hai cửa số mang dấu âm, do đó P mang dấu dương vì tích của hai cửa số âm sẽ mang dấu dương.
nhân cho bao nhiêu dương thì cũng là dương thôi. Đúng không? Quy tích của B sẽ đổi dấu từ âm sang dương nhé. Giờ như là mình xong 3.44, mình sẽ qua tiếp 3.45 nhé. Giờ tiếp theo là 3.45, mình sẽ tính giá trị của biểu khúc. Giờ hãy sẽ làm 3.45. Giờ coi trước. Như vậy mình sẽ có âm 12 nhân cho 7 trừ 72 trừ cho 25 nhân cho 55 trừ 47. Giờ xuống dòng bạc. Như vậy mình thấy là có dấu ngoặc thì mình sẽ thực hiện phép tính dấu ngoặc trước, đúng không? Như vậy là âm 12 mình sẽ viết lại nha. Giờ 7 trừ 72 bằng bao nhiêu? Đây là phép trừ hai số nguyên khác. Như là phép trừ mình sẽ biến thành phép cộng, đúng không? Thì sẽ biến thành 7 cộng cho âm 72. Phép cộng của hai số nguyên khác dấu thì kết quả sẽ mang dấu của số mà có phần tự nhiên lớn hơn là số âm. 72 trừ 7 thì được sẽ là 65, như kết quả là âm 65. Giờ 55 trừ 43 thì bằng bao nhiêu? 55 trừ 43 thì được 12, đúng không? Giờ ở đây mình thấy là tích của hai số nguyên âm sẽ ra số nguyên dương, nên mình có thể bỏ dấu nguyên âm hết, bỏ hết dấu trừ mà lấy số dương luôn, đúng không? Là được. Giờ ở đây mình thấy là có 12 dấu nhân giống nhau, nên mình sẽ chúc 12 ra làm nhân tử chung. Như vậy lúc này sẽ xuất hiện dấu ngoặc, dấu ngoặc sẽ là có 65 trừ cho 25, đúng không? Giờ 12 dấu nhân viết lại. 65 trừ 25 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 40, đúng không? 12 nhân 40 thì bằng bao nhiêu? 480, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu A mà sẽ vào tiếp câu B nhé. Giờ câu B mình sẽ biết là cái đề chứ. 39 trừ cho 19 chia cho âm 2 cộng cho 34 trừ 22 tất cả như thế nào? Giờ bằng bao nhiêu mà sẽ cùng tính rồi. Như vậy mình thấy là có dấu ngoặc thì mình sẽ tính dấu ngoặc chứ, đúng không? Giờ 39 trừ 19 thì bằng bao nhiêu? Bằng 20, đúng không? 20 chia cho 52 viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ tính dấu ngoặc 34 trừ 22 thì mình cũng tính bình thường, là hàng đơn vị trừ hàng đơn vị hàng chục hàng chục. Kết quả sẽ là 12. Đúng không? Giờ 2 chia cho âm 2 thì bằng nhiêu? Phép chia của hai số nguyên khác dấu sẽ mang dấu âm. 20 chia 2 được 10. Đúng không? Giờ 12 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 60. Giờ như vậy là âm 10 cộng cho 60 thì bằng bao nhiêu? Bằng 50. Tổng của hai số nguyên khác dấu thì mang dấu của số có phần tự nhiên lớn hơn là số dương. 60 trừ 10 được 50, đúng không? Như vậy mình xong 3.45, mình sẽ qua tiếp 3.46 nha. Cái này cũng dễ, đúng không? Giờ tiếp theo là 3.46, tính giá trị của biểu khúc. Như vậy A sẽ bằng 5A nhân B trừ cho 3 nhân cho A cộng B. Với A sẽ bằng 4 và B bằng âm 3. Giờ thầy sẽ khai như vậy là thầy sẽ dạy luôn. Như vậy là mình sẽ khai A bằng 4, B bằng âm 3 qua biểu khúc A, đúng không? Ta được. Như vậy A sẽ bằng
như mình sẽ viết lại như mình hai sao nha. 5ap trừ cho 3 a cộng b. Giờ mình thấy chưa? Bằng 5. 5ab mình hiểu là 5 nhân a nhân b, có nghĩa là 5 nhân cho 4 nhân cho âm 3. Đúng rồi. Giờ trừ cho 3 nhân cho a cộng b, a sẽ là 4, còn b sẽ là âm 3. Đúng rồi. Như vậy ở bên đây mình sẽ có hai dấu ngoặc, khi mình sẽ đổi cái dấu ngoặc này thành dấu ngoặc vuông nha. Không sử dụng hai dấu ngoặc tròn giống nhau nha. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình sẽ tính hết ở đây. 5 x 4 thì sẽ bằng bao nhiêu? 5 x 4 thì sẽ bằng 20. Đúng rồi. Như vậy sẽ là 20 nhân cho âm 3. Dấu chữ viết lại. Giờ ở đây là số 3 giống nhau. 4 cộng cho âm 3 tổng có hai số nguyên khác nhau. Mình thấy là phần tự nhiên của số dương sẽ lớn hơn, nên kết quả sẽ mang dấu dương. 4 trừ 3 được 1. Đúng không? Giờ như là mình thấy là 20 nhân cho âm 3 thì sẽ bằng âm 60. Ở đây mình xuống dòng chỗ này cho dễ xem. Giờ còn 1, 3 nhân 1 là 3. Giờ âm 60 trừ 3 có nghĩa là âm 60 cộng âm 3 thì sẽ bằng âm 63. Đúng rồi. Giờ như vậy mình xong câu 3.46, mình sẽ qua tiếp 3.47 nha. Cái này cũng dễ đúng không? Giờ mình sẽ qua tiếp 3.47. 3.47 tính một cách hợp lý. Như vậy câu A 17 nhân cho 29. Như vậy tính một cách hợp lý có nghĩa mà xem mà hai số nào mình có cái gì giống nhau thì mình sẽ giúp gia làm nhân tử chung. Đúng không? Giờ như vậy là hãy sẽ làm luôn. Giờ mình sẽ viết lại cái đề trước nhé. Như vậy là 17 nhân cho 29 trừ cho âm 111 cộng 29 nhân cho âm 17. Giờ như là 17 dấu nhân viết lại, 29 viết lại. Như vậy là phép trừ mình sẽ biến thành phép cộng. Âm 111 mình lấy số đó chính là âm là 111. Đúng không? Giờ như vậy đây là tích của hai số nguyên khác dấu thì mình dùng âm, nên hãy đẩy dấu trừ ra ngoài trước. Đây sẽ là 29 nhân cho 17. Đúng không? Giờ mình thấy là có 17 dấu nhân giống nhau. Đúng không? Mình sẽ giúp 17 ra làm nhân tử chung nha. Như vậy ở đây sẽ là 29 cộng cho 111. Giờ ở đây thì mình giúp 17 ra còn là trừ 29 nha. Giờ như mình thấy là 29 trừ 29 hết, còn lại là 111. 17 nhân cho 111 thì bằng bao nhiêu? 1887. Đúng không? Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nha. Giờ tiếp theo câu B mình cũng biết là cái đề chứ. 19 nhân 43 cộng cho âm 20 nhân cho 43 trừ cho âm 40. Giờ xuống dòng này. Như vậy ở đây mình thấy là 43, 43 giống nhau, mình sẽ giúp 43 gia làm nhân tử chung nha. Giờ như vậy ở đây giúp 43 thì còn là 19.
Rồi ở đây dưới 43 thì còn lại là âm 20, đúng không? Giờ ở đây mình sẽ phát trừ, mình biến thành phát cộng. Âm 40 mình lấy số đó chính là 40, đúng không? Giờ 43 chúng nhau viết lại. Như 19 cộng cho âm 20 thì mình thấy là số âm mang dấu số âm có phần tự nhiên lớn hơn nên kết quả mang dấu âm. Giờ 20 trừ 19 được 1, như kết quả là âm 1. Giờ như 43 nhân cho âm 1 chính là âm 43. Giờ phép cộng của hai số nguyên khác dấu thì mình thấy là phần tự nhiên của số âm lớn hơn nên kết quả mang dấu âm. 43 trừ 40 thì được 3, như kết quả là âm 3 nhân. Giờ như vậy mình xong 3.47, mình sẽ qua tiếp 3.48 nha. Giờ tiếp theo là 3.48, mình sẽ tìm các ước của 15 và các ước của âm 25. Dạ, cái này cũng dễ, sẽ làm luôn. Giờ câu này chứ. Như giờ tìm các ước của 15, như giờ trước hết mình sẽ tìm các ước nguyên dương của 15 chứ. Đúng này. Mình đã học số nguyên thì mình sẽ tìm tất cả các ước gồm có số nguyên và số nguyên dương và số nguyên âm luôn nha. Dạ, như giờ trước hết mình sẽ tìm các số các ước nguyên dương chứ. Các ước nguyên dương. Của 15 này. Như vậy mình muốn tìm ước của số 15, các ước nguyên dương của 15 thì mình sẽ chia 15 lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 tới 15. Thì mình thấy là 15 sẽ chia hết cho 1. Cho 3, cho 5 và cho 15. Đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ tìm tất cả các ước của 15 luôn. Như vậy có nghĩa mình sẽ lấy cái phần những cái ước nguyên âm luôn. Như giờ là muốn tìm ước nguyên âm thì mình lấy số đó như số này. 15 thì mình lấy âm 15. Giờ âm 5, âm 3, âm 1, giờ 1. Đúng này. Giờ tương tự mình sẽ đi tìm các ước của âm 25. Như vậy mình sẽ cũng đi tìm các ước nguyên dương trước. Đúng này. Giờ để tìm ước của âm 25, tìm cái ước nguyên dương thì mình có thể chia 25 lần lượt cho các số âm 25 lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 tới 25, đúng này. Thì mình thấy là âm 25 sẽ chia hết cho những số này. Mình thấy là âm 25 sẽ chia hết cho 1, cho 5 và 25, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ liệt kê tất cả các ước của âm 25 luôn. Giờ nhưng mình sẽ lấy số đầu hết luôn nha. Âm 25, âm 5, âm 1, giờ 1, 5, 25, đúng không? Giờ như mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B thì mình sẽ tìm các ước chung của 15 và 25. Như vậy mình thấy là trong những cái ước này có nào giống nhau thì chính là ước chung, đúng không? Giờ các ước chung. Của 15
âm 25 lần. Giờ mình sẽ xem ước của 15 và 25 có những số nào giống nhau. Mình thấy là có số 1, số 5, âm 1, âm 5, vì có nghĩa là có 4 cái ước chung. Âm 5, âm 1, 1 và 5, đúng không? Giờ như là mình xong 3.48, mình sẽ qua tiếp 3.49 luôn nha. Giờ tiếp theo là 3.49, mình sẽ sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau. Công nhân một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50.000 đồng, làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì sẽ bị phạt 10.000 đồng. Tháng vừa qua, một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng, hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương? Như vậy mình thấy là một sản phẩm làm ra đạt chất lượng thì là 50.000 đồng. Ở đây công nhân làm được 230 sản phẩm thì mình sẽ lấy 230 nhân cho 50. Còn bị phạt có nghĩa là mình hiểu sẽ là âm, đúng không? Mình sẽ lấy 10 nhân cho 8 thì mình sẽ biết được là số tiền bị phạt. Mình sẽ lấy số tiền đạt chất lượng trừ cho số tiền bị phạt là ra kết quả cuối cùng, đúng không? Giờ thầy sẽ làm 3.49 luôn. Giờ bây giờ mình sẽ tính số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng trước nha. Số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng này như vậy, mình sẽ lấy 50.000 đồng, mình sẽ nhân cho 230, giờ như vậy chỗ này mình sẽ tính nhầm. Mình thấy là ở đây có 4 số 0, bên đây là 5 số 0, thêm 1 số 0 nữa là 5 số 0, mình sẽ viết 5 số 0 chứ, đúng này. Giờ mình sẽ lấy 5 nhân cho 23, 5 nhân 3 là 15, viết 5 như 1. 5 nhân 2 là 10, thêm 1 là 11. Như vậy kết quả sẽ là 11.500.000 đồng, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm không đạt chất lượng, đúng không? Số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm bị lỗi không đạt chất lượng là. Như vậy mình sẽ lấy 10.000 đồng, mình nhân cho 8 sản phẩm đó, đúng không? Thì sẽ là bị phạt 80.000 đồng. Giờ bây giờ mình sẽ tính số tiền công nhân được lĩnh là giờ như mình sẽ lấy 11.500.000 đồng trừ cho 80.000 đồng bị phạt, như vậy còn lại bao nhiêu? Như vậy còn 11.420.000 đồng, đúng không?
Giờ như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 11.420.000 đồng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng giờ hiệu quả hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.